Cậu làm gì mà như bị ma đuổi thế? Xem cô cậu chạy đâu. Sao cô dám đánh tớ? Tôi sắp bắt được nó rồi, vậy mà cậu lại phá đám. Đây rồi. Hello. Này, hai cậu cõng tớ lên với tới tổ ong. Ôi. Cậu phải kiễng chân lên, tớ mới với tới được. À, tôi có cách rồi. Chết này. Xuống đây. Ah!
lại chứ. Sao thế nhỉ? Lạ nhỉ, cứ như là nó biết nhảy vậy. Cứ nghe thấy tiếng nhạc là nó tự nhún nhảy. À, một đôi giày biết nhảy. Một, hai, ba, bốn.
Dừng lại. Cậu nhảy giống một vũ công lắm. Nhằm nhò gì? Tớ có thể nhảy được tất cả các loại nhạc. Cậu xem nhá. Wow. Wow. Yeah. Đẹp quá. Ấy, cậu có sao không? Cậu có vẻ mệt rồi, đừng nhảy nữa. Tiếng nhạc, tớ không thể dừng được nữa. Tiếng nhạc. Kìa, tớ đã bảo cậu đừng nhảy nữa mà. Lu ơi Lu, cậu có sao không? Cậu phải tháo ngay đôi giày này ra. Được rồi, để tớ giúp cậu. Hai ba nào. Hai ba. Hai ý. Ây. Giúp tớ với Bun ơi. Được rồi, để tớ nghĩ cách đã nhé. Lại đây. Thế này nhé. Mệt quá. Bây giờ khỉ con biết cậu ở đâu mà mở nhạc nữa chứ. Lại tiếng nhạc. Giúp tôi dừng lại. Tiến lên, tiến lên. Rồi, cô phải nghe tớ. Chỉ có cách này mới thoát khỏi đôi giày này thôi. Đi. Mệt quá, mệt quá. Cố lên nào. Cố lên. Cố lên Lu ơi, chờ tất nhà cậu nhún thật mạnh vào. Cố lên. Thành công rồi. Nè 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 nè. Yeah.
Tôi xin lỗi.
Tôi đã hoàn rồi. Trong này chật quá, phải tìm chỗ rộng rãi hơn mới được. Ta là người mạnh nhất. Cậu thấy tớ có sức khỏe vô địch không? Cậu chỉ giỏi hoành hoang, bắt nạt kẻ yếu như tớ thôi. Cậu cứ chờ đấy. Cậu cứ hoành hoang đi, tớ sẽ dạy cho cậu một bài học. À, có cách rồi. Lu ơi, Lu ơi, ngoài kia có một kẻ muốn thách đố với cậu đấy. Kẻ nào dám thách đố với tớ vậy? Kẻ đó đang đợi cậu ngoài kia.
Nhanh lên, cậu đi theo tớ. Nhanh lên, nhanh. Đâu, kẻ nào? Thích đồ với cậu đang ở dưới chân cầu đây này. Cậu nhìn xem. Thế nào, cậu có muốn thách đấu nữa không? Ôi, thôi thôi, tớ sợ lắm rồi. Chỉ cần cậu không hùng hổ, bắt nạt mọi người, thì cả dưới sông kia cũng không đuổi theo cậu nữa. Hả? Thật không? Bun ơi, bạn ấy cười với tớ kìa. Thật không thể tin nổi. Tặng bạn cậu này. Cậu cứ vui vẻ, hòa thuận với mọi người, cậu sẽ nhận được rất nhiều nụ cười đấy. Sao chẳng chỗ nào có cá vậy nhỉ? À, kia rồi, nhiều cá quá. Có thế chứ. À, đây rồi, chỗ này tuyệt. Lại êm nữa chứ. Quái, tảng đá mình ngồi đâu nhỉ?
À, mày đây rồi. Tao sẽ cho mày biết tay. Không biết nó trốn đâu mất rồi nhỉ? Thôi chắc nó chạy mất rồi. Đành về vậy. Có ra đi không thì bảo. Xem người trốn trong đó được bao lâu. Này trốn này. Này trốn này. Trốn này. Nhả ra. Nhả ra. Nhả ra. Có cách rồi. Để xem mi có chịu nhả ra không. Lu, con bị làm sao thế này? Bun ơi, cậu nghĩ cách gì cứu tớ với? Muốn rùa há mồm ra, chỉ có một cách là có một tiếng nổ thật lớn. Cách gì cũng được, cậu nghĩ mau lên. Tớ có cách rồi. Đau, đau quá. Mau lên. Cuốn sách gì đây nhỉ? Thank you.
Còn thiếu thứ gì nhỉ? Không biết đã thành công chưa nhỉ? Kệ, phải thử cái đã. À, đấy rồi. Tuyệt vời. Yeah. Thành công rồi, thành công rồi. Không biết dung dịch này có tác dụng với các loài vật không nhỉ? Hiệu nghiệm quá. Mình phải tìm trò vui với lọ dung dịch này thôi. Thank you.
Mình phải tìm chỗ nào rộng hơn mới được. Cao hơn nữa. Yeah, yeah, mình bay được rồi. Có cách rồi.
được không? Chú chim kia. Mình có cách rồi. Ô, hoan hô, hay thật này, đấy. Cầm lấy. Đây nữa này. Wow. Bun ơi, tớ bay được rồi này. Tớ bay được rồi. Tạm biệt luôn nhé. Xin chào các bạn. Cậu nhìn đi, đẹp chưa kìa. Thế bây giờ muốn xuống thì làm như nào? Làm như này này. Cho tớ. Cái gì đây? Nào. Ây à. Này, bắt tôi đi này. Này, nhìn này. Suýt ngã ra đường thế. Tớ... Trong cửa hàng có nhiều món ăn lạ quá. Ừ, phải công nhận có nhiều món thật. Mà món nào cũng tẩm vùng đen mới lạ chứ. Ừ, tớ cũng đang đói bụng đây. Ý cậu chung với ý tớ đấy. Hay... Wow. Lu ơi, chúng mình vào thôi. Ừ. Ui.
Chà chà, nhà hàng Trúc đẹp thật đấy. Sao mày đẹp quá. Xin chào hai bạn. Rất vui mừng chào đón hai bạn ghé lại cửa hàng chúng tôi. Xin mời hai bạn ngồi vào bàn. Xin mời hai bạn chọn món ăn. À, món gì cũng được chị ạ. Miễn là phải nhiều. Và phải nhanh chị nhé. Và phải thật nhiều vừng đen nữa. Tất nhiên rồi. Xin các bạn chờ một lát nhé. Cậu chịu khó chờ món tiếp theo đi. Ngon thật đấy. Đây nữa. Để tôi xem nào. Sao lại danh của tớ? Có cách rồi. Ui, cậu soi gương đi. Thế soi gương đi. Chết rồi. Mặt cậu. Cậu làm sao thế kìa. Chết rồi. Mặt cậu ý. Cậu soi gương mà xem. Cậu làm sao đấy. Nhìn đây này. Chết tớ rồi, tớ bị làm sao thế này? Bun ơi, cứu tớ với. Thôi thôi, cậu tránh xa tớ ra. Tớ sợ bị lây bệnh của cậu lắm. Bệnh này của cậu là do ăn nhiều vừng đen nên nó phát ra ngoài đấy. Thôi thôi. Món nem tầm vừng đen này. Em không ăn nữa rồi. Cho em ạ. Hehehehe